thì kênh của mình đây là một trang trí đơn giản nhất bằng ẩm thực và giấy áo cũ. Bây giờ xin mời các bạn hẹn gặp lại. Mình của chúng ta cần chuẩn bị ở đây cần có giấy màu. Ở đây mình có giấy màu cam để làm hoa và vàng để làm nhìn. Cần sử dụng thêm 12 ẩm thực để làm khung kéo cắt và số bằng keo. Bây giờ chúng ta bắt đầu đặt khung. Mình sẽ đặt khung hình vuông. Hai hộp liên vào nhau như thế này. Đây sẽ có sáu cặp hộp. Và chúng ta sẽ khắc hoa. Thank you.
Thì đây chúng ta sẽ giảm phân hủy vào giữa hoa cam. Đánh cái điểm nhẫn sau này. Chúng ta sẽ giảm cho vào nhưng mà chúng ta đã hoàn thành xong một khung hoa. Chúc các bạn thành công với mẫu thiết kế này. Xin chào và hẹn gặp lại.